Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm sữa đậu nành tại nhà rất là ngon luôn á các bạn. Và mình đã chuẩn bị ở đây là 200g đậu nành, mình đã ngâm qua đêm và mình đã đãi sạch vỏ của nó luôn nha các bạn. Rồi sau đó mình rửa sạch với nước. Làm như vậy á, thì mình sẽ sữa của mình nó không có bị chua đó các bạn. 3 muỗng canh sữa đặc, 1,5 muỗng canh đường phèn và 1/4 muỗng cà phê muối. Bó lá dứa nhỏ như thế này. Rồi các nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong, bây giờ mình sẽ bắt đầu làm sữa đậu nành thôi. Rồi cái phần sữa đậu nành mình chia ra làm hai phần, mình xay cho nó thật là mịn nhuyễn nha các bạn. Mình sẽ sử dụng 1,6 lít nước để nấu với 200g đậu nành. Sau khi bỏ đậu nành xong rồi thì mình sẽ cho nước xâm xấp cái mặt của cái phần đậu nành thôi. Rồi mình xay nha các bạn, mình xay cho nó thật là nhuyễn luôn. Rồi đậu nành mình xay xong thì mình sẽ cho vào lượt qua một cái giải mùng nha các bạn. Mình sẽ túm lại và mình bóp cho cái phần sữa nước, cái phần nước sữa ra. Còn cái phần sát thì mình sẽ lấy lại nha, mình không có sử dụng. Và đây là cái phần sữa mình đã bắt ra xong rồi nè. Rồi cái phần nước hồi nãy đó, 1,6 lít nước đó các bạn, còn bao nhiêu mình đổ vào trong cái thau này nè. Rồi mình sẽ vắt cái phần sát thêm một lần nữa cho nó ra hết cái phần sữa ra đó các bạn. Rồi sau đó mình sẽ lượt qua cái rây nha. Ở phía dưới là cái rây, còn ở phía trên là cái miếng giải mùng đó các bạn. Mình lượt hai lần như thế này á thì cái phần sữa của mình nó sẽ đảm bảo và nó không còn lặn cặn này kia nữa đó các bạn. Rồi mình sẽ cho cái phần sữa dảo hồi nãy mình bỏ vô luôn nha. Cái sữa mình vắt sao á, mình vắt với lại mình nhồi với lại cái phần bã của đậu nành hồi nãy đó các bạn, cho nó ra hết cái phần sữa. Rồi mình sẽ luộc như thế này cho nó ra hết cái phần nước. Còn cái phần xác thì mình lại lấy mỡ mình bỏ vào phần mình không có sử dụng nha. Mình cho hết cái phần sữa đậu nành vào cho một cái nồi và mình hớt hết cái bọt đi ra nha các bạn, cái bọt này không có tốt á. Mình cho lá dứa vào và mình sẽ nấu sữa 30 phút nha, với lửa vừa. Sữa đã sôi lên rồi các bạn, lúc này mà nếu có bọt á các bạn nhớ hớt ra nha. Mình nhớ là khuấy nha các bạn, thỉnh thoảng mình khuấy nha. Sữa của mình nó từ từ đó, chừng nào mà các bạn thấy nó thơm á là nó đã chín rồi đó các bạn. Sữa đã chín, mình vớt cái phần lá dứa ra nha. Nấu được 30 phút rồi á thì mình sẽ cho cái sữa đặc, đường phèn và muối vào, rồi sau đó mình khuấy cho nó đều nha các bạn. Cho cái phần sữa đặc, đường và muối nó hòa đều với lại cái phần sữa đậu nành của mình. Và mình nấu thêm khoảng từ 5 đến 7 phút nữa là mình tắt bếp được rồi nha các bạn. Mình đã múc ra một ít vào cái chén này nè để mình thử xem nó có vừa vị chưa đó. Các bạn phải múc ra ngoài để mình thử nha, mình không thử trực tiếp ở trong cái phần sữa mình đang nấu. Vì nếu mình thử như vậy á, thì cái phần sữa đậu nành của mình sau khi nấu xong nó sẽ dễ rất là dễ bị hư đó các bạn. Và rồi các bạn ơi, như vậy là mình đã làm xong món sữa đậu nành, món thức uống rất là ngon.
Rồi các bạn ơi, như vậy là mình đã làm xong sữa đậu nành rồi đó các bạn. Cái phần sữa đậu nành của mình rất là thơm và nó đang rất là nóng luôn á các bạn. Rất là còn nóng lắm luôn. Sữa này mà uống nóng thì rất là ngon luôn. Còn cái phần sữa đậu nành còn lại á, mình có thể để nguội rồi sau đó mình cho vào trong chai, mình để vào trong ngăn mát tủ lạnh dùng dần nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ uống thử một ít nha. Bây giờ mình sẽ uống thử nha các bạn. Rồi các bạn uống. Cái phần sữa đậu nành của mình nó rất là nóng và rất là ngon luôn các bạn. Cái vị ngọt thanh vừa phải cộng với cái vị béo béo của sữa đặc đó. Và cái vị đặc trưng của sữa đậu nành rất là ngon luôn. Cái này mình dùng nóng rất là ngon luôn các bạn. Còn không á thì các bạn cho đá và uống cũng rất là ngon nữa. Rồi các bạn ơi, như vậy là mình đã làm xong sữa đậu nành, một thức uống thanh nhiệt giải khát và rất là tốt cho sức khỏe nữa. Rất là tốt cho phụ nữ, chị em và những người bị bệnh tim mạch. Và bây giờ thì mình đã làm được. Mình chúc các bạn cũng làm thành công và có một món thức uống sữa đậu nành thật là ngon nha. Nếu bạn thấy video thì hãy cho mình một like và chia sẻ video cho người cùng biết. Và nếu bạn chưa là thành viên của kênh thì hãy nhấn nút đăng ký kênh kèm theo cái chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới trên kênh nha. Mình chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn là thành công. Bye bye.